Cơ sở Chu Kiển Sóc Trăng chào tất cả bạn nha. Hôm nay ngày 28 tháng 1 năm 2021 thì cơ sở tiến hành giới thiệu tới tất cả các bạn một số cái bột màu và keo sơn chậu. Thì bột màu nó gồm có màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu đen. Thì bây giờ chúng sẽ giới thiệu chi tiết từng loại bột màu để các bạn nào có nhu cầu mua sử dụng các bạn được biết. Thì đây là màu xanh dương, màu ngoài bìa cuối cùng là màu xanh dương nha bạn. Đây, màu xanh dương. Thì bột màu là nó dạng bột. Dạng bột nha bạn, đó. Màu xanh rất là đẹp luôn. Và cái màu bên đây là cái màu hồng. Màu hồng. Còn cái màu này là cái màu màu xanh lá cây nha bạn. Màu xanh lá cây thì các bạn có thể là mình sơn những cái nền, những cái nền hoặc là những cái cành cây thì các bạn sơn lên thì nó sẽ nổi lên, nó sẽ rất là đẹp. Còn đây là cái màu trắng. Màu trắng thì các bạn sơn cái chậu màu trắng thì các bạn pha thêm cái màu đen. Đây là cái màu đen. Đây, màu đen các bạn pha cho nó rồi xong các bạn màu trắng sơn xong rồi các bạn pha màu đen xong các bạn nhúng cọ các bạn giả đá màu đen lên thành cái màu là màu muối tiêu nha bạn. Còn cái này là màu xanh da trời. Đây, màu này là màu vàng chanh nha bạn, màu vàng chanh. Màu vàng này có hai loại, màu vàng chanh với màu vàng nghệ. Màu vàng nghệ bên đây, vàng nghệ thì nó hơi tối hơn, còn cái màu vàng chanh nữa sẽ sáng hơn, nó nhìn nó đẹp hơn. Còn đây là cái màu đen. Còn đây là cái màu xanh đột chuối nha bạn. Màu xanh đột chuối. Màu này là màu đỏ sậm. Thì màu đỏ thì nó có hai loại, màu đỏ tươi và màu đỏ sậm. Thì màu này là màu bên cơ sở của Trung thì thường hay sơn chậu là một cái màu đỏ sậm. Thì những cái màu xanh đột chuối hoặc là xanh dương, màu xanh lá cây hoặc là màu xanh da trời thì các bạn là sơn sử dụng là sơn những cái nền chậu thì cho nó nổi lên, cho nó đẹp. Còn những cái màu trắng thì các bạn thường là trắng thì các bạn pha chung với màu đen thì các bạn làm là sơn giả đá, hoặc là màu vàng, vàng chanh, vàng nghệ thì các bạn kết hợp với màu đỏ để các bạn sơn ra cái màu giả gỗ. Thì đây là một số cái bột màu sơn chậu. Thì các bạn nào có nhu cầu cần mua sử dụng về sơn chậu các bạn cứ liên hệ với Trung qua hai số điện thoại là 033 239 4288 hoặc số điện thoại là 037 839 4330. Thì cái bột màu này Trung cũng hướng dẫn thêm, thì các bạn mua về sử dụng thì các bạn bột màu các bạn ngâm nước cho nó tan ra trước. Thì các bạn nào có mua thì Trung sẽ hướng dẫn chi tiết thêm. Thì nếu mà mua bên bột màu bên cơ sở của Trung thì Trung sẽ hướng dẫn kỹ thuật để về các bạn sơn cho nó độ bám nó lâu hơn, cho nó bền, cho nó chắc hơn. Thì một số cái bí quyết thì khi các bạn mua Trung sẽ trao đổi với tất cả các bạn để về mình làm cho nó đẹp. Thì những cái bột màu như thế thì bên cơ sở của Chậu Kiển Sóc Trăng thì chuyên sơn chậu thì cái độ kết dính rất là cao. Đó là một số cái bột màu dạng bột nha bạn. Thì bột màu nó có gồm 10 màu. Thì màu xanh, xanh dương, xanh da trời, xanh lá cây, xanh đột chuối, màu hồng, màu đỏ sậm, màu vàng. Màu vàng có hai loại, vàng nghệ, vàng chanh. Màu đỏ thì màu đỏ sậm và màu đỏ tươi. Màu trắng thì có màu trắng. Thì ngoài cung cấp một số bột màu sơn chậu thì bên cơ sở thì cung cấp một số cái hộp sơn. Cái hộp sơn nhũ vàng. Nhũ vàng thì có nhũ vàng ATM,
vàng tươi nha bạn, vàng ATM đây. Thì những cái hộp nhũ vàng này để các bạn sơn đồng vàng hoặc là sơn đồng đỏ. Đây, đây là cái hộp nước sơn đồng đỏ nha bạn. Xin lỗi các bạn, đây là cái hộp nước sơn đồng nghệ, còn bên đây là mới là đồng đỏ nha các bạn. Đây. Đó thì hình dáng cái hộp bên ngoài như thế. Còn keo, đây là keo bóng 2K. Keo bóng 2K thì các bạn sau khi mình sơn chậu xong cho nó khô, các bạn quét mà qua một lớp 2K. 2K thì các bạn quét lên thì cái bề mặt chậu nó sẽ bóng hơn, thì nó sẽ bền hơn, những cái chậu nó sẽ đẹp hơn. Còn đây là keo Modo Kiều. Keo này để mình pha chung với cái lượng bột màu để mình sơn chậu. Đó thì cơ sở giới thiệu chi tiết một số cái bột màu sơn như thế và keo bóng 2K, keo chống thấm Modo Kiều. Thì các bạn nào có nhu cầu mua bột màu gì thì các bạn cứ thoải mái bình luận bên dưới cái video, thì chúng sẽ trả lời tất cả cái bình luận của các bạn. Thì hình thức giao hàng và mua hàng thì gửi qua đường bưu điện, thì các bạn cứ cho địa chỉ thông tin của mình thì chúng sẽ ra bưu điện và anh bưu tá sẽ ship tới nơi cho các bạn. Còn phương thức mà thanh toán thì các bạn có thể là khi nhân viên bưu điện giao tới thì sẽ thu hộ dùm cho chung luôn, hoặc là các bạn có thể là chuyển khoản trước. Thì nó có hai hình thức như thế. Thì lưu ý thì trong quá trình mua bột màu thì các bạn cứ lựa chọn bột màu nào như thế như trên cái video, chúng sẽ gửi tới cái bột màu đó. Thì video của Trung thì giới thiệu một số cái bột màu sơn chậu và keo chống thấm ở đây là kết thúc. Thì Trung chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc các bạn làm ăn phát đạt, thành công cuộc sống nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.